Bài thơ Bản chất làm người, tác giả Dòng sông Lam, kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Có thể bạn còn chưa biết đến mái lều cỏ xa tận Củ Chi, cánh đồng lau lọt giữa sình lầy, vào lối thẳm sông sâu cách trở, dãy nhà tranh rừng cây thăm thẳm, những mảnh đời lầm lỗi trượt dài. Bên cạnh mình không có một ai, người thân thuộc nhẫn tâm ruồng bỏ, bệnh trong người quắp co đầu ngõ, lỡ dính vào nâu trắng khói lam. Thời trẻ chung anh chị rất ngông, thêm vài tuổi đã không còn sức trông cậy vào tình thương chú Ngọc. Người làm lũ một đời bao bọc, mái lều cỏ lợp lá đơn sơ, như tấm mền che mình lở loét. Chị là người chẳng hề phân biệt, tìm đến nơi an ủi sẻ chia. Nhiều bệnh nhân than khóc đầm đìa, khóc cho mình khóc người bên cạnh. Chị đến đây không vì ảnh hưởng, chỉ làm điều trắc ẩn bên trong. Khi xã hội lánh xa vì sợ, chị kết tình duyên nợ với người. Chị cảm thương nhiều mảnh cuộc đời đang chờ ngày quỷ thần kêu gọi, nguyện cầu Chúa hãy giang tay đón, ban phước lành cho cốt rụi thiêu. Chú Ngọc ấy người đầy bí ẩn, thời gian dài chị mới làm thân, đến bây giờ cảm giác rất gần. Chị với chú thành người tri kỷ, có những đêm hai người chẳng ngủ, vẫn hì hục kéo lết từng bao. Người qua đời chờ đến lò thiêu, màu bánh mì ngồi chờ nhận cốt. Chị ấy từng làm nhiều việc tốt, không kêu than số phận đời mình. Người đàn bà bản tính đa mang, cái bản chất làm người của chị. Hà Nam, 6 tháng 10 năm 2021, dòng sông Lam kính tảo. Kính mong quý vị và các bạn hãy nhấn like và nút đăng ký ủng hộ, động viên kênh. Trân trọng cảm ơn.